các bạn. À, có thể nói vào những ngày cuối năm như thế này thì có rất nhiều người bạn đã có những kế hoạch để có thể đi du lịch xa. Và đi du lịch nước ngoài theo kiểu tự túc vẫn là một trong những lựa chọn của các bạn. À, thế nhưng làm sao để chúng ta có được một chuyến đi hoàn hảo? Vậy thì Ngọc Tiên xin mời các bạn chúng ta hãy cùng gặp gỡ với một ca sĩ. Anh cũng rất là đam mê du lịch và có những kinh nghiệm để chia sẻ cùng chúng ta. Nào xin mời chúng ta hãy cùng gặp gỡ anh nhé. Anh, không biết là khi mà mình đi du lịch vậy, nhất là mình đi cùng với những người bạn của mình hay là mình đi một mình á, thì theo anh là mình phải chuẩn bị những gì trước để mà mình có thể có một chuyến du lịch thật là vui? Dễ lắm, mình chuẩn bị trước, cái điều đầu tiên quan trọng là tiền. À, dạ, tiền là phải có thôi. Và thứ hai nữa, cái mà mọi người hay quan tâm là đến một cái nơi lạ, liệu rằng mình có biết đường mình đi hay không. Và cái điều quan trọng nhất là dễ bị lạc lắm, nên mình phải chuẩn bị bản đồ nè, thông tin cái nơi mình đến nè, GPS, số nước á em. Dạ. Khi mà không phải là dễ giống như Việt Nam là mua sim dễ dàng để bỏ vô để mình sử dụng cái hệ thống định vị 3G. Trong những trường hợp đó buộc lòng mình phải sử dụng bản đồ. Mình có dễ dàng mình mua không anh? Tất cả các bản đồ ở các nước đều phát tại sân bay với lại một số cái nơi mà khách sạn đều có bản đồ miễn phí. À, như vậy là mình xuống sân bay là mình cũng nên phải tìm kiếm, mình lấy không cái bản đồ. Không phải nên, đó là việc động thái đầu tiên khi bước xuống sân bay là tìm liền cái bản đồ cầm trong người, mặc dù là có GPS hay không có GPS. À dạ. Cầm nhét vô chắc ăn nhất. Chắc ăn nhất là mình cứ giữ cho mình. Đúng không? Dạ. À, cảm ơn anh. Anh, nhưng mà có điều là lỡ khi em đến Campuchia hay là đến Hàn Quốc á mà tiếng địa phương em đâu có biết đâu, lần sau mà em coi cái bản đồ bây giờ. Nói chứ anh cũng không có biết tiếng Hàn Quốc với tiếng Campuchia, nếu mà vô đây mình nhìn thấy lằng ngoằng tất cả các chữ thì nước người ta đều có hai loại bản đồ, một cái loại bản đồ là tiếng Anh, một loại bản đồ là tiếng địa phương. Như vậy là mình sẽ dễ hơn. Chứ không là em nói tiếng Campuchia luôn hoặc là tiếng Hàn Quốc luôn. Tại vì em biết đó, một số cái tên đường á, nó không thể nào phiên âm trọn vẹn ra bằng tiếng Anh được, cho nên là buộc lòng là phải có hai cái bản đồ để đối chiếu cái tên đường hỏi thì sẽ dễ hơn. À, đó là điều đầu tiên mình cũng cần phải có sau đúng khi rồi mà mình có chuẩn bị đủ tiền hết rồi. Đúng rồi, bản đồ, tiền là thứ nhất. Yeah. Thứ nhì là bản đồ. Yeah. Và cuối cùng cái quan trọng nữa là cái địa chỉ của khách sạn. Khi mà em đến khách sạn rồi, em phải lấy cái cà phê ship của khách sạn bỏ vô trong người. Phòng trường hợp mà em quên hoặc đi lạc, em còn rút cái địa chỉ khách sạn ra, em đưa cho bất kỳ ai để em hỏi, em biết đường quay về. À, vậy thì khi mà mình đi một mình hay là mình đi cùng với nhóm bạn của mình á, thì cách nào là tốt nhất để mình tránh mình bị lạc á anh hả? Cách tốt nhất là mình đi một mình lỡ có lạc thì một mình lạc thôi là cái dễ nhất. Còn đi đông á, cái tỷ lệ lạc là rất là cao. Tại vì các bạn biết đó, thí dụ mà anh đi với em đi, hai người bạn đi chung, em thích cái shop bên kia, anh thì thích đồ điện tử bên này, anh chạy qua thế là hai đứa ra là bắt đầu lạc nhau liền, rất là dễ. Nên là hai đứa phải thống nhất về giờ giấc, tập trung giờ giấc, hẹn điểm hẹn, và nếu có lạc là sẽ gọi vô cái số nào để tìm nhau và giữ GPS để định vị lẫn nhau để xem coi đã đến đâu rồi. À dạ, nhưng mà giả sử như mình cũng có nên hẹn giờ với nhau. Lưu ý là hẹn giờ của địa phương, của nước ngoài. Dạ. Cái nơi mình đến nha, đừng có hẹn giờ Việt Nam là chết. Anh Quang, nhưng mà Ngọc Tiên cũng được biết là anh đi nhiều nơi, nhiều nước lắm rồi. Có bao giờ anh gặp rắc rối ở nước ngoài hay không? Và lúc đó mình xử lý như thế nào hả? Thứ nhất là anh rất hiếm khi gặp rắc rối ở nước ngoài. À, dạ. Thường những người du lịch bụi gặp rắc rối chỉ khi nào mà họ uống bia rượu buổi tối. À. Khi mà họ xỉn vô, nhiều khi họ không có kiểm soát được mình rồi, họ sẽ có những cái sự cố gây gỗ này kia cái nọ. Thì bia rượu là một trong những tác nhân gây rắc rối nhiều nhất. Kế đến đó là vấn đề giao thông, thì an toàn giao thông cũng là một trong những cái rắc rối. Đa phần những cái rắc rối nếu mà nghiêm trọng lắm thì mình phải ít nhất phải có số điện thoại của lãnh sự quán của nước Việt Nam mình. Yeah. Ở tại cái nước đó, tốt nhất là nên có một cái số điện thoại của người thân hoặc người bạn nào ở địa phương đó, để tránh những cái trường hợp xấu xảy ra thì có bạn bè giúp đỡ và chỉ dễ hơn. Mình cũng hay có cái trường hợp là để quên giấy tờ này hay là mất giấy tờ này, lúc đó mình sẽ làm gì anh Quang hả? Cái điều đó là điều rất là tệ, tại vì nếu mà không có cái giấy tờ tùy thân trong người thì rất là phức tạp ở bên nước ngoài. Tốt nhất là trước khi đi các bạn phải photo lại passport của mình thành một bản copy, nhét vô người cho chắc ăn. Và đi đâu cũng phải mang theo passport để một cái túi riêng trên người, nhất là cái túi bao tử á. À, dạ. Tại vì một số nơi du lịch á, đều phải cần passport, họ sẽ check passport của mình bất kỳ lúc nào. Điều đó nó sẽ tốt hơn. Và có một số địa điểm du lịch á, người ta có passport thì người ta sẽ giảm giá cho cái người du lịch đó rất là nhiều. Biết là họ là tourist, dân du lịch thì họ sẽ giảm giá. Tốt nhất là dùng điện thoại chụp luôn cái passport của mình. Và phải biết số điện thoại của lãnh sự quán để có những cái trường hợp mà bất khả kháng xảy ra. À dạ. À, Ngọc Tiên còn thấy là có những người bạn của Ngọc Tiên khi mà đi du lịch vẫn hay ghi lại cái số điện thoại của mình hay là cái tên của mình ở trong bóp, để cho ai đó nhặt được bóp mình và sẽ gọi điện thoại trả lại cho mình. À, dạ. Cũng là một cách hay. Nhưng mà chỉ cái đó chắc có lẽ là phải may mắn gặp được những người tốt. Xin cảm ơn anh Lương Bằng Quang rất là nhiều. Thật vui khi mà được chia sẻ với các bạn những kỹ năng du lịch nhỏ nhỏ mà Quang đã tích lũy được trong suốt quá trình du lịch. Và chúc các bạn có những chuyến du lịch cuối năm thật vui nhé.
Còn bây giờ thì phải để anh tiếp tục hành trình của mình rồi. Ngọc Tiên chào tạm biệt. Dạ, bye bye anh. Quý các bạn thân mến, hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của ca sĩ Lương Bằng Quang sẽ giúp cho chúng ta có được những kỹ năng cần thiết để chúng ta không bị thất lạc hay gặp những rắc rối khi chúng ta đi du lịch ở nước ngoài nhé. Còn bây giờ thì Ngọc Tiên cùng với những người thực hiện chương trình xin chúc tất cả quý vị các bạn chúng ta có được một mùa du lịch thật là vui và